Tình huống tiếp theo, bệnh nhân trẻ tuổi sờ một cục ở vú. Em ơi, em phát hiện cái cục đó bao lâu rồi? Có đau không? Em đã uống thuốc gì chưa? Cái này cái hồi sanh con là bị bớt trái tràm dữ lắm hả? Sanh mấy lần rồi? Hai đứa sinh đôi. Bớt dữ không? Bớt dữ lắm, vì ra lúc đó mình sinh á. Sinh quá, sợ quá nên bớt dữ lắm. Nếu có bầu lần nữa đừng bớt nha, tại vì cho dù sưng hay như thế nào cái cơ chế bớt là nó cũng làm hết. Mà như vậy nó làm bể cái tiểu mì, bể cái bọc vú và hết dây chằng. Vú mình nó có dây nhiễm nhiều dây chằng nó báo cho cái da nè, cho nên nó là lên thấy không, lúc trước khi có chồng con vú đẹp không, căng tròn không. Bây giờ là nó đứt hết dây chằng báo cho da rồi, tức là da với vú nó không liên quan với nhau. Rồi chị khám hết, kiểm tra hết hai bên luôn, từ từ lỡ xem không thấy thì sẽ hỏi em rồi thấy cục nào, tại vì nếu siêu âm không có bướu em nói em rồi thấy cục bướu thì đó là mãn tuyến mô tuyến thôi. Có u mà cái này đâu có thể nào rờ được, nó nhỏ xíu à, bướu sẽ tuyến vị trí 12 giờ cách thai. Có u nhỏ rồi, giờ em chỉ đi 7 ly, 7 nhân 4, rau cục em rồi thấy không? Rồi em xích vô đây, xích ngựa này. Rồi, tay lên. Vậy là, để tay lên, chị biết rồi. Vậy là cái cục, để tay lên thoải mái đi. Cái cục bệnh nhân đã không thấy được cục nhỏ hơn, bệnh nhân chỉ thấy được cái cục mình rờ thấy thôi. Và cái phần bệnh nhân rờ thấy nó lại không phải u. Đây. Rồi, vị trí bệnh nhân ghi nhận, quý ơi, 10 giờ rìa vú. Giả bướu. Cái cục mà em giờ thấy á, không thì uống thuốc tan đó. Không, nhưng mà cái cục alo. Nhân xanh thôi thì cái cục đó là bướu xệ tuyến đó em, cục đó uống thuốc lại không tan, cái cục đó phải xét nghiệm để chẩn đoán nó chắc là lành tính, là em theo dõi định kỳ thôi. 18 nhân cho 18 nhân 8 cái giả bướu của cổ đó. Rồi giờ kiểm tra một lần nữa nè, phải luôn, nửa dưới cách núm 2 có mảng mô tuyến tăng sinh. Hai mươi lăm nhân cho 9. Rồi nghiêng vào đây để khám cái bướu bên này, trái. Tay lên đầu, cái tay lên, nghiêng vào đây. Kia là mảng luôn đây Thúy ơi, cái đầu tiên mô tả đó, mảng luôn đó, mảng nhỏ đó. Trái nửa dưới cách núm cũng 2 có mảng tương tự.
Rồi bây giờ em ngó màn hình, chị chỉ cho em coi nè. Ngó lên, vẫn tay để đầu ngó lên màn hình, chỉ là có một cục u khác. Đây là cái mà em vừa thấy là nó bên này. Đây, đây là cái mảng mà em thường thấy là cái cục này nè. Nha. Rồi đây là cái cục bác sĩ thấy mà em không rờ được. Thì cái này cục bướu. Đây. Thấy chưa? Cái cục đen đen đó chưa? Không rờ được nè. Cái cục to này thôi. Nhưng mà cái em rờ thấy uống thuốc hết. Mà không phải làm xét nghiệm tế bào, mà em phải làm xét nghiệm tế bào của cái cục nhỏ này. Không? Em đợi chị tí. Đây nè, cái này là giải thích cho mấy cái bạn sinh viên đây. Với mấy cái bạn mà làm siêu âm mà trước giờ ít có làm về mặt bệnh ung bướu á. Thì đây là cái mô tuyến vú bình thường của cổ nè. Này, cỡ này là dày trung bình thôi. Đang xen giữa mô eco dày là màu trắng với lại eco kém. Thì đây là cái cục mà bệnh nhân rờ thấy là một mảng đen thui. Một mảng đen thui. Đây là cái vị trí mà bệnh nhân rờ thấy. Thì lại không sao hết. Uống thuốc là nó tan. Tại vì nó là do mô tuyến tăng sinh. Eco kém, mô tuyến tăng sinh. Do nội tiết thôi. Uống thuốc thì nó xẹp. Nhưng tôi thấy được cái cục bướu thật sự mà nhỏ cũng không phát hiện được. Đó các bạn ơi. Đây nè các bạn ơi. Đó, đó là cục bướu nhỏ đó. Cổ không thấy được. Và đây là rất là điển hình là lành tính rồi các bạn ơi. Là bướu hiền rồi. Trường hợp này nếu mà xét nghiệm ra mà đúng bướu hiền luôn, bướu sợi tuyến hoặc thay đổi sợi bọc giả u, thì bệnh nhân chỉ phải theo dõi định kỳ thôi chứ uống thuốc không tan. Ha, em hiểu ha. Cứ theo dõi định kỳ là 6 tháng theo dõi là gì? Thúy qua giải thích giá tế bào Thúy. Tức là một lần nữa lại nhắc lại với phụ nữ. Phụ nữ là đôi khi mình đi khám vì một cục u nhưng mà lại phát hiện. Đôi khi cái cục mình đi khám lại không sao nhưng bác sĩ sẽ tìm được một cái cục nhỏ hơn lại có ý nghĩa bệnh lý hơn. Đó, cho nên là vẫn nhắc nhở là những phụ nữ mà 35 tuổi trở lên thì nên đi khám định kỳ tầm soát. Tại vì những cái bướu nhỏ như vậy vài ly sờ không có thấy mà nó không đau cho nên mình sẽ không có cảm nhận được. Mình cứ phải tự nguyện đi khám thôi các bạn. Rồi bây giờ tôi sẽ tiến hành làm xét nghiệm tế bào của bệnh nhân. Không thấy em trong này yên tâm. Không có thấy em, chỉ có thấy cái màn hình nè. Sĩ siêu âm ta nhìn thấy màn hình thôi chứ ta đâu nhìn thấy em. Ta muốn học siêu âm mà. Nhưng mà cũng thấy màn hình à. Nãy giờ chị đâu có nói tên em. Cái bướu trên hình ảnh siêu âm nó sao vậy? Bạn nào vậy?
mà uống thuốc thôi. Cái em đợi thấy bên này nó chỉ uống thuốc thôi. Uống thuốc là 6 tháng nha. Mai là rồi thấy đi, rồi bên đây. Rồi thấy mới đi khám mới biết được cái kia. Đó thì cũng may là cái kia là lành không sao. Nhưng mà em tưởng tao lộn, ví dụ như cái kia mà là ung thư chẳng hạn, mà em được phát hiện lúc này là coi như là điều trị hết 100%. Không có cái chuyện là ung thư mà nhỏ vậy mà điều trị mà nguy hiểm cả. Mà coi như là ví dụ xui đi, không phải em đi, một huống khác tới mà chị phát hiện được một ung thư nhỏ như vậy á, là mổ là không bị mất cái vú. Em hiểu, mổ là thẩm mỹ đẹp. Còn là đâu có ung thư, đâu có gì đâu ghê gớm ám ảnh, đúng không? Phát hiện sớm là điều trị được hết. Vấn đề là người ta không có điều trị được, phải để trễ quá. Để trễ quá thì được cố gắng cố tránh cho nó sống lâu nhất có thể thôi, chứ đâu có chữa được nữa. Không, rốt cuộc là cái vấn đề của mình đi khám thì không phải làm xét nghiệm tế bào. Mời bác sĩ đợi tí. Đó, cho vô đi. Là cái tế bào lấy ra được các bạn, nó nằm ở cái phần đốc kim màu xanh nè. Hai giờ trưa em. 2 giờ chiều ha. Đó, tế bào được trải vô đây.